để giảm phèn cho ao nuôi. Chúng ta thấy những cái vấn đề rất là đơn giản, nhưng thật sự nó không có đơn giản cho cái ao nuôi tôm của chúng ta. Hôm nay gì nói đến cái vấn đề là phèn cho ao nuôi. Cái phèn cho ao nuôi nó không có gây chết tôm hay là nó gây ảnh hưởng tới tôm liền, nhưng mà một cái yếu tố quan trọng nhất và một cái yếu tố nó hại nó nhất á, là nó sẽ là một chất để khử tất cả những cái chế phẩm hay là những cái thuốc men mà chúng ta bỏ xuống ao á. Thì khi mà chúng ta sử dụng là một là tạc vi sinh nè, hay là chúng ta sử dụng khoáng nè, hay là cái gì đó, thì nếu mà cái mật độ phèn hay cái nồng độ phèn trên ao nuôi á mà nó cao quá đó, thì nó sẽ là một cái mà nó ảnh hưởng tới cái chế phẩm rất là nhiều. Nhưng mà ví dụ chúng ta sử dụng khoáng không hiệu quả, vi sinh không hiệu quả, một là tốn tiền, hai là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ao chúng ta. Ví dụ như ao mình á vi sinh mà không hiệu quả một ngày vài tuần thì bắt đầu là tôm mình sẽ gặp vấn đề, hoặc là diệt khuẩn nữa, thì những cái gốc đó nó rất là nguy hiểm nha. Và thứ hai, nếu mà nồng độ phèn trên ao mà cao quá đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến chết tôm. Mà ngày xưa chúng ta nghe một câu chuyện nhiều nhất là sặc phèn á. Lúc mà chúng ta mới khai phá ao mà chúng ta đào đất lên đó thì chúng ta bị phèn nhiều, mà tôm mà nó nồng độ nó nhiều á thì nó bị sặc phèn luôn. Và bây giờ giai đoạn này á, thì sau này á, nó không có bị tới nặng tới sặc phèn. Ví dụ trong nước á, nó chỉ là tầm khoảng vài miligam, thì nó chỉ là ảnh hưởng đó là hóa chất hay là thuốc men của mình á xuống ao nó không hiệu quả. Và cái dòng này là cái dòng chuyên để giảm phèn cho ao nuôi và gì cũng đã triển khai rất là hiệu quả nha. Và cái cách xài nó như thế nào đây? Một gói này chúng ta sẽ sử dụng từ 1 tới 2.000 khối, hoặc là mạnh hơn nữa thì chúng ta có thể là sử dụng 1.000 khối cho ao. Thì dòng dòng này thì là một nhóm, đó là tổ hợp vừa vi sinh và cũng giống như những cái dung môi để chuyên giảm phèn cho ao nuôi. Những cái nhóm vi sinh ví dụ như là Bacillus subtilis, Bacillus lichenformis, Bacillus hoặc là những cái nhóm nấm men, Saccharomyces, vân vân, nó sẽ giảm phèn và cũng giống như là nó sẽ làm một số chức năng cơ bản để trên cái việc mà ao nuôi của mình nó ổn định. Có cần chi tiết hơn về cách xài và mật độ nuôi chi tiết thì bà con cứ điện chủ Duy hoặc là thủy sản Duy. Duy sẽ cùng đồng hành tất cả các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.